Xin đại kia xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị có mặt trong buổi tối hôm nay ạ. Cảm nhận khi mình ngồi mình xem lại thì mình nhớ lại cả một cái hành trình khi mình bắt đầu từ lúc mình được nhận lời mời từ phía bên MT để tham gia dự án này. Cái này đại nghĩa xin tiết lộ luôn cho tất cả các anh chị được biết. Ban đầu khi mà bên MT có một cái người mà nhắn với Nghĩa và gọi cho Nghĩa nói rằng là mời anh Nghĩa tham gia một cái vai trong một cái dự án phim truyền hình sắp tới của bên MT. Và đây là một bộ phim làm lại từ một bộ phim của Hàn Quốc. Và các bạn đó nói tới nói lui, nói xa nói gần, sau đó em nghe ra thành bộ phim Bản tình ca mùa đông các anh chị. Dạ, một cái bộ phim mà hồi xưa em coi em mê em khóc hết nước mắt. Trời ơi, coi mê coi mệt khóc quá, khóc luôn cho nên vừa mới nghe nói là Bản tình ca mùa đông, ừ đánh đóng nha. Nó nhận lời đóng, nhưng mà cái lời mời đó là xảy ra, diễn ra từ hồi trước dịch, trước khi bùng dịch luôn, một năm mấy hai năm gì đó. Và câu chuyện đó nó cứ kéo dài trong khi chúng ta bị ngưng vì dịch, và sau dịch thì chúng ta lại bắt đầu với cái dự án này. Thì lúc đó thì Đại Nghĩa cũng rất là hào hứng, bởi vì cứ nghĩ rằng mình được đóng bộ phim Bản tình ca mùa đông, cho đến khi mà bên đây gửi cái đề cương kịch bản qua cái mình đọc đồ không giống miếng nào trên bộ phim mình đã từng coi. Thì lúc đó mới biết rằng không phải, cũng là một bộ phim Hàn Quốc nhưng mà là bộ phim khác. Nhưng mà bởi vì cái vai diễn này nó thú vị, cái vai diễn này nó đòi hỏi ở người diễn viên thể hiện rất là nhiều những cái cảm xúc khác nhau, nhiều gương mặt khác nhau, cho nên là Đại Nghĩa cũng cố gắng thu xếp tất cả mọi cái công việc của mình để tham gia. Và trong quá trình quay thì giống như cái tên phim á các anh chị, Bản tình ca mùa đông, các anh em diễn viên mới nói chắc tới mùa đông phim nó mới xong. Dạ, quay hoài không thấy ngày kết thúc. Ban đầu bên đây nói với Nghĩa là chắc cái vai của Nghĩa chỉ quay trong vòng chừng một tháng thôi, nhưng mà cuối cùng kéo đâu ra gần tới 5 tháng. Dạ, nhưng mà cái gì cũng vậy, có cái sự đầu tư công sức mà anh em đã bỏ ra như thế, chỉnh chu như thế, thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cái bộ phim hoàn chỉnh. Và ngày hôm nay khi ngồi xem lại những hình ảnh, dù chỉ là một vài hình ảnh ngắn của mình thôi, thì mình cũng cảm thấy rất là bồi hồi, xúc động, nhớ lại một cái quãng đường khá dài mà tất cả anh em đã cùng trải qua với nhau. Và hy vọng rằng khi bộ phim ra mắt, khán giả sẽ nhận được nhiều sự đón nhận và yêu thương từ phía quý vị khán giả. Xin cảm ơn ạ. Dạ, anh ơi, trong suốt mà 5 tháng đó, có kỷ niệm nào mà đáng nhớ nhất với anh không ạ? À, nhiều lắm, tại vì quay phim thì rất là cực, thật sự luôn, rất là cực luôn, cho nên là có nhiều cái kỷ niệm lắm. Nhưng mà có một cái kỷ niệm mà bởi vì đó cũng là một trong những cái trải nghiệm đầu tiên mà Đại Nghĩa được tham gia khi đóng phim, đó là những cái cảnh mà nó có hơi chút mạo hiểm và hành động. Thì lúc đó dĩ nhiên là với những cái cảnh mà thấy rõ mặt mình thì mình sẽ phải tự thực hiện, nhưng mà với những cái cảnh mà nguy hiểm nhất á, thì các anh em cascader đảm nhận. Và khi mình đứng ở trên mình xem các anh em để mình coi á, thì mình thấy rất là xúc động, bởi vì các anh em vất vả quá, cực khổ quá để có được những cái hình ảnh đẹp mà chân thật nhất có thể để gửi đến khán giả. Thì tất cả mọi người đều phải làm việc hết sức là nghiêm túc, đặc biệt là với những anh em mà thế thân cho các diễn viên trong phim. Thì mình đứng mình xem, mình vô cùng xúc động với cái sự mà cống hiến vì nghệ thuật và đam mê hết mình với cái vai diễn của mình, mặc dù không có nhìn thấy mặt. Cho nên là đó là một trong những cái khoảnh khắc mà Nghĩa nhớ nhất khi mà tham gia vào bộ phim này, khi mình chứng kiến hình ảnh của những người đang thay thế mình làm cái pha diễn mà nó rất là khó như thế. Dạ, xin được cảm ơn anh, và cũng gửi lời cảm ơn đến toàn thể ekip đã cùng nhau chung tay, mỗi người một vai trò dù lớn dù nhỏ như thế nào, các anh chị cũng làm hết sức tâm huyết và đầy trách nhiệm để mang đến một bộ phim cho chúng tôi. Dạ, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Xin chào tất cả mọi người có mặt buổi tối ngày hôm nay. Đây là một cái vai cực kỳ hay, diễn cực kỳ đã, và cái nhân vật Vũ nó đã tạo cho Huy Khánh cảm giác rất là hứng thú khi tham gia cái bộ phim này. Và Huy Khánh phải công nhận là đây là một cái bộ phim dài tập hay nhất từ lúc mà Huy Khánh biết đóng phim tới bây giờ, bởi vì đây là một cái nhân vật cực kỳ đỉnh. Để thể hiện được cái nhân vật này nó phải có rất là nhiều yếu tố. Trước mắt là mình phải có sức khỏe để theo cái phim này, vì ông Vũ gần như là không có nhà, ông sống đầu đường xó chợ, ông vừa chớm về nhà cái là giang hồ tới kiếm, ông lại phải bỏ chạy. Giống như nãy mọi người nhìn thấy nhảy lầu á, là cái cảnh đó là vừa quay về căn nhà cũ của mình thì bị nhóm giang hồ tới tìm, là phải nhảy lầu bỏ chạy. Chưa bao giờ được ăn bữa cơm nào hết, và bữa cơm duy nhất trong phim này là chuẩn bị ăn là phải đi đầu thú, đó là bữa cơm cuối cùng. Nói chung cái nhân vật Vũ này nó hay và nó làm cho Huy Khánh quên hết tất cả các mệt mỏi, những cái muộn phiền trong cái bộ phim này. Và cái cảnh mà hồi nãy Huy Khánh nhảy lầu đó là cảnh nhảy thật. Phim này thì bên sản xuất tốn tiền thuê cho Huy Khánh một bạn cascader và bắt để tóc để râu y chang Huy Khánh. Nhưng mà gần như cái anh đó anh rất rảnh, anh không thế Huy Khánh cảnh nào hết, bởi vì đạo diễn yêu cầu là phải đánh thật và quay one shot, quay một cú thôi, không có cắt dựng gì hết.
Khi mà ra tập xong nói rồi giờ anh quay trước đi, giờ tới em quay, cái đạo diễn nói không, ông Vũ đánh hết từ đầu đến cuối, cho nên cảnh nào Huy Khánh cũng đánh, thậm chí cảnh nhảy lầu là cũng bắt Huy Khánh nhảy luôn. Lúc đó cũng 11 giờ rưỡi đêm rồi, là ở khu đó người ta không cho quay, mà Huy Khánh có bao giờ dám nhảy lầu đâu. Cứ đứng suy nghĩ hoài, nhìn dưới đất lên thì mọi người biết 3 mét thấp lắm, nhìn lên 3 mét cực kỳ thấp, nó ô dễ lắm. Khi lên trên nhìn xuống, ủa nó thành 4 mét mấy, gần 5 mét là cái chiều cao của mình cộng vô nữa. Rồi khi nhảy mình phải leo lên cái ban công giống vậy thì nó gần 6 mét, nó gần như gấp đôi. Ồ, đứng hoài không dám nhảy leo ngược vô. Rồi cả đoàn đứng dưới động viên giống như là thay vì người ta kêu thôi đi vô đi đừng nhảy, em ở đây kêu nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Mình vừa sợ, xong rồi lúc đó anh Trọng không biết anh cọc quá hay sao, anh nói để anh nhảy cho em coi nè. Cái mà nói trời, anh nhảy được thì em nhảy. Anh leo ra anh nhảy xuống cái đồn thiệt luôn, mặc dù là dưới có lót nệm. Sau khi anh nhảy xong, ồ, nhà xuất nhảy rồi, mình không nhảy thì quê chết. Nhưng mà sau khi anh Trọng nhảy xong khoảng 30 phút sau thì anh mới dám nhảy. Nhưng mà khi nhảy cái cú đầu tiên xong rồi, cú thứ hai, thứ ba là mình nhảy rất là đã, lúc đó bị nghiện rồi, mình không còn cảm giác sợ nữa. Thì đó là cái cảm xúc mà khi mà Huy Khánh tham gia cái bộ phim này và cống hiến cho cái bộ phim này. Cho nên là mình cũng hy vọng rằng tất cả các diễn viên trong phim sẽ cùng nhau hỗ trợ cho MT và Vion để cùng nhau VR cho cái bộ phim này, để được nhiều khán giả trên cả nước và thậm chí là khán giả ở nước ngoài cũng có thể xem được bộ phim này. Huy Khánh xin chúc cho phim thành công nhất từ trước đến nay tới thời điểm này. Biết thêm tí xíu về cái câu chuyện của anh Khánh. Có lần em nhớ là hôm đó mình đi Long Hải đúng không ạ? Đi Long Hải, bữa đó là trường là 8 giờ tối là trường đã sẵn sàng ở phim trường rồi, nhưng mà chờ anh Huy Khánh với anh Steven quay. Họ đánh nhau từ 8-9 giờ tối mà đánh tới 4 giờ sáng mới xong. Thật sự cái một cảnh quay thôi mà các anh em làm rất kỹ. Và mới rất là nể là anh Huy Khánh và cả Steven và cả ekip, mọi người quá cực, nguyên một đêm ở ngoài biển. Một giờ đêm mà khóc từ sáng đến khuya mà ngồi dưới mưa một mình ngay khách sạn ở nhà nghỉ chứ, ở ngoài Phước Hải. Trong cuộc đời đầu tiên bị mất nước suốt 46 năm chứ cuộc đời em rất là lì. Và xin phép nói thêm chút xíu một câu ngắn nữa là em thì có lẽ cái vai em đặc biệt hơn, tại vì em vẫn nhớ đó chính xác là ngày 11 tháng 5. Và em nhận cuộc điện thoại của anh Trọng lên, Trinh, anh nghe nói là em bỏ nghề rồi hả? Nó đâu có đâu anh, em vẫn ở quê mà. Và anh Trọng nói là anh có một vai diễn rất lớn, em có thể đi liền xuyên suốt. Và sau 3 ngày, 11 tay Trinh được mời và 14 tay Trinh phải đi, là 15 có mặt ở ngoài Long Hải. Và thật sự lúc đó không đọc được kịch bản nào luôn. Nhưng mà cũng cảm ơn anh và cảm ơn tổ nghiệp phù hộ. Và hầu như là mỗi ngày tại trường quay bối cảnh, thật sự là bây giờ xúc động, không biết nói sao được, cái bài diễn tuyệt vời lắm. Đến Trinh, đến bây giờ. Cảm ơn anh Trọng, cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Ngoài đời thì em với chị Duyên là thân nhau cho đến bây giờ là 6-7 năm rồi, từ năm 2016, từ lúc mà em còn chưa làm nghề. Và lúc đấy chị Duyên là đang tham gia chương trình là Hoa Hậu Biển, là em đã biết chị Duyên cho đến thời điểm hiện tại. Còn trong phim bọn em cũng là chị em thân, nhưng mà thân kiểu thân ai người lo, còn mình ai người sống ạ, vẫn là thân ạ. Thân tức là thân và đời khác ở trong phim. Và bộ phim thì thật sự là không làm ảnh hưởng đến gì đến hai chị em cả. Và thậm chí là đóng phim xong bọn em cảm thấy bọn em có quá nhiều điểm tương hợp, mà chỉ cần hai chị em nhìn nhau cười cái nụ cười y chang luôn. Và bây giờ kiểu như chụp ảnh là mọi người sẽ bảo là hai chị em, và thậm chí là cho đến bây giờ chắc em thừa nhận thì chắc mọi người có rất nhiều người bị bọn em lừa là bọn em là chị em song sinh. Và mọi người chắc mọi người vẫn tin đến thời điểm hiện tại đấy ạ. Đúng rồi ạ. Bây giờ đúng ạ, Minh Huy ạ. Đây là dự án mà lần đầu tiên hai chị em được hợp tác với nhau, để chơi với nhau cũng rất là lâu rồi, nhưng đây là dự án đầu tiên là được hợp tác chung. Và em nhớ có một cái cảnh mà cảnh được spoil không ta? Em spoil nhẹ nhá. Cái cảnh cảnh mà em tát đàn thành ạ, là lúc đấy là em đứng và em không biết làm sao cả, bởi vì là chơi với nhau thân quá rồi mà bây giờ kiểu tát em mình nữa. Em đứng là em cứ kiểu không dám tát và em rất là ngại nữa, em cứ đứng em cười. Em bảo chết rồi, giờ phải làm sao. Xong rồi em cũng kiểu xin lỗi Quỳnh trước là nếu mà có đau ấy thì cứ bảo chị nhá. Là hai chị em cứ tắt qua tắt lại. Tắt qua tắt lại thì đâu ạ, em được bị tắt và chị Duyên hay lắm anh. Bà tắt mất cả nửa tiếng người ta rồi, bà tắt cả đang nghe diễn tiếp không. Em ơi làm sao mà. Thế là bà tắt lại lần đầu ạ. Nhiều khi anh nghĩ là đây là cố tình giả bộ hỏi thăm để làm lại cái nữa đó đúng không? Ấp vâng ạ. Em nghĩ thế đấy ạ, em không hiểu là hay là trong quá trình làm phim kiểu như là Nhã Lan có nhập tâm vào chị Duyên hóa hay không, tự nhiên em tặng
em mới tát son chị kiểu chứ em có sao không, em không nên diễm hả chị? Nhưng mà em tát đan thanh mà em bay cả móng giả của em luôn đấy ạ. Trời ơi, là dồn lực dữ lắm đó. Bao nhiêu cái thù hận là vào hết cái tát đấy ạ. Biết sao không? Tại vì sợ là hai bạn ở ngoài là thích nhau, nhưng mà trên phim là đối nghịch với nhau, sợ là nhập tâm quá, cái là đâm ra ghét nhau ngoài. Không, mà được cái là hai chị em lên trên set thì rất là vui. Và kiểu nói chuyện cũng rất là thoải mái. Chỉ cần nhìn thấy nhau thôi là cười rồi. Mà cười không có nội dung, cứ nhìn thấy nhau là cười ạ. Thấy Steven ngồi giữa cũng hơi lo lắng rồi đó. Đến trên phim không biết sao nè. Vai diễn của Steven trong phim của mình là đóng hai vai, đó là Minh Hoàng và Minh Huy đó. Một lần được đảm nhiệm hai vai như vậy thì đâu đó mình thấy là nó hơi khác so với những vai diễn trước đó của Steven đúng không? Đúng. Hãy có thể chia sẻ tí xíu về vai của mình và những kỷ niệm về phim nhé. Dạ, lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn và lời chào tới tất cả các anh chị đã dành thời gian đến với tụi em ngày hôm nay. Phải nói sao ta? Đây giống như là một vai diễn mơ ước của em. Thật sự đây là một vai diễn mơ ước của em. Mọi người thường biết em tới về những bộ phim giang hồ, nhưng mà em không nghĩ là em sẽ một ngày em sẽ được mời vào một vai giống như là một tổng tài hay là soái ca ngôn tình như vậy, mà đằng này lại còn là hai vai nữa. Và khi em nhận được kịch bản này, đó là một thử thách đối với em rồi. Mọi người có biết là em ở nhà em đọc kịch bản này và đôi khi em bị vào một cái trạng thái vô thức á, tự nhẩm thoại mà đứng nói chuyện một mình mà mọi người xung quanh nhìn em với cái kiểu là mày đang làm gì chơi trời đó, tới mức độ đó. Và em cảm thấy em rất may mắn, em cảm ơn chị Mai, anh Trọng, anh Lộc đã tin tưởng và giao cái vai này cho em. Còn về cái việc mà em có chinh phục được cái ước mơ của mình hay không là còn tùy thuộc vào khán giả nữa. Em xin cảm ơn ạ. Em tốt quá, sao? Nhưng mà đừng hỏi kỹ hơn xíu nữa, tại vì đây là lần này bạn đóng tới hai vai lần. Có những cảnh là hai người đối mặt với nhau. Vậy thì trong những khoảnh khắc đó khó như thế nào và nó vất vả ra sao? Chắc là mọi người cũng rất là muốn biết. Để nói kỹ về cái phân đoạn mà hai anh em gặp nhau á, thì cũng phải cảm ơn anh Trường đây. Trường kiểu là đúp là một người đúp cho em. Khi mà em đóng vai Minh Hoàng thì Trường sẽ là Minh Huy để cho em có thể thoại chung, và ngược lại thì Trường diễn rất là có tâm. Người ta đóng thế thì ví dụ ta vô ta thoại thôi, còn Trường là diễn luôn cả cảm xúc, cho nên mọi người thấy em cái lúc mà hai anh em gặp nhau nó cảm xúc như vậy là cũng một phần công nhà Trường. Dạ, xin cảm ơn Trường. Nói gì mình tí xíu em. Nói mình đó, hồi nãy tôi đã cố gắng hết sức. Nói chung là em cũng đã cố gắng để thấu hiểu được từng hoàn cảnh, từng gọi là số phận của hai nhân vật này, hai anh em này. Và cũng phải nhờ sự giúp đỡ của anh Lộc nữa. Anh Lộc đã uốn nắn em ngay từ đầu. Tại vì đây là không phải là một vai diễn thế mạnh của em, nên em đã nhờ anh Lộc. Thí dụ mà em có gì thì anh Lộc uống nắng em. Dạ, cảm ơn Lộc rất nhiều ạ. Cũng nhờ một phần của anh Lộc mà em diễn được như vậy. Thật lắm, những lúc đó nếu mà mình đóng một vai của mình không thì phân đoạn đó mình diễn xong một lần rồi thôi. Nếu mà đạt được và lần này là phải hai vai cùng một lúc thì phải đổi ngược lại, và cứ như thế cái cường độ làm việc nó sẽ tăng lên gấp đôi. Và Steven đã vượt qua hết mọi thứ. Đừng nhớ cái hôm cuối cùng mà đóng máy á, anh Lộc đã khen cảm ơn Minh Huy đã làm rất tốt vai của mình. Đó là một trong những điều rất là nhớ về khoảnh khắc khi được đồng hành với phim. Dạ, khi mà cái khoảnh khắc bấm đóng máy á, em còn không tin nữa mà. Em còn không tin phim xong á. Em hay nói giỡn mọi người là em xác định rồi, em xác định em đi suốt đời với cái phim này rồi. Dạ, cảm ơn Minh Huy rất nhiều. Chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của Quỳnh Châu nha. Lần này với một vai diễn như tạo hình lúc đầu chúng ta đã thấy là nó là một cô gái khó khăn. Tạo hình không có phải là xinh đẹp giống như những gì mà chúng ta biết tới trên Nguyễn Bình Châu từ trước tới giờ. Vậy đó có phải là điều mà bạn cảm thấy khó khăn khi mà nhập vai với vai diễn lần này không? Cảm ơn câu hỏi của anh ạ. Dạ, lần đầu tiên thì cho phép em xin được gửi lời chào đến tất cả các anh chị nghệ sĩ tiền bối, các anh chị phóng viên báo chí và tất cả các khách mời đã có mặt ở đây. Thật sự đây là lần đầu tiên em được làm việc với MT Picture,
Qua cái mối duyên của em với anh Bi, là anh Bi thì với em là đã từ hồi mà em làm người mẫu á, mà người mẫu học sinh á, em đi casting để được đi diễn từng cái chương trình thời trang cuộc sống của bên anh Bi làm. Và từ suốt cái quá trình em hoạt động nghệ thuật thì em may mắn là anh Bi cũng có theo dõi, và khi mà có cái vai diễn thì anh Bi đã gọi để cho em được được có cơ duyên được làm việc trong Mặt Trời Mùa Đông. Thì em nhớ hoài luôn là em cảm thấy là bản thân em rất là may mắn, tại vì em cũng chỉ mới trong cái lĩnh vực diễn xuất thôi, nhưng mà em được có cơ hội làm việc với quá nhiều người giỏi. Lúc một trong những bộ phim điện ảnh đầu tiên của em được tham gia là phim Bố Già của anh Trấn Thành đó. Em thấy cái sự kỹ lưỡng của anh Thành, kỹ lưỡng khiến mọi người cũng sợ luôn. Xong rồi tới em được đóng phim Cây Táo Nở Hoa thì chị đạo diễn chị Thảo cũng quá kỹ, đi cứ quay đi quay lại. Nên là tới cái phim này, khi mà mọi người nói là xin lịch 2 tháng nhưng mà mọi người sẽ phải đóng hết cái phim này là nửa năm á, thì cái lúc mà em ngồi ở đó và em thấy em cảm nhận là anh Trọng sản xuất rất là căng, tại vì anh lọc kỹ quá. Bây giờ kỹ quá thì nó sẽ rất là nhiều cái áp lực lên tổ sản xuất. Nhưng mà em rất là có cái niềm tin luôn, tại vì em đã nhìn thấy cái sự thành công của những người mà quá kỹ lưỡng như vậy rồi. Nên là em lúc đó em kiểu cảm giác là quá là may mắn khi mà em được có cơ hội được làm việc trong một bộ phim mà mọi người quá là đầu tư kỹ lưỡng như vậy. Và khi mà nhìn lên cái tác phẩm thì em thật sự là cảm thấy là em đã có cái niềm tin nó thật sự là rất là đúng. Và mọi người biết nói làm sao ta, khi mà tất cả mọi người, có thể là các anh chị đã có kinh nghiệm nên là có thể các anh chị khi mà đóng thì cũng hình dung ra được phim, nhưng mà lúc mà đó là em chỉ đặt hết cái niềm tin vào cái sự kỹ lưỡng như thế thôi. Giống như là lúc mà đi chụp hình, nếu mà mình nhìn thấy hình đẹp là mình rất vui á, thì hồi nãy khi mà em ngồi em coi vào từng cái cảnh phim, mà những cái ngày mà 3 giờ sáng mình dậy cùng với đoàn, và cái một cái cảnh để mà xước qua như vậy thôi mà quay 2-3 lần. Nên là em, và khi mà hồi nãy khi thấy cái cảnh mở và tới cái cảnh nào mọi người vỗ tay cái cảnh đó, thì em cảm thấy là đó là một cái sự may mắn trong những cái bước chân đầu tiên khi mà em được tham gia lĩnh vực điện ảnh, lĩnh vực phim ảnh, đã được làm việc với rất là nhiều các anh chị giỏi như thế. Và khi mà anh Lộc cho em cái vai diễn Thảo An, là một cô bé nhìn không có giống với em ở ngoài, giống như là không có được, tại vì em từ đầu là làm người mẫu nên là mọi người thường sẽ hay chọn vai là nhà giàu rồi mặc đồ đẹp, rồi nói chung là rất là dễ nhìn ngoài sao vô phải phim rất vậy thôi. Còn em vô cái vai đó là anh Nhiên là phải đứng đó, em cắt tóc đi cho, cắt mái ngố, xong em với các anh chị bên bên tổ phục trang rồi tổ makeup, chị Nhã phải ngồi suốt ngày cứ phải gắn mái rồi cắt mái rồi tỉa mái cho em từng ngày vậy đó, và để tạo ra được một cái tạo hình phù hợp với nhân vật Thảo An trong phim. Thì em, nhưng mà với em thì em cảm thấy rất là đã, tại vì em tưởng tượng nếu mà sau này em làm nghề được 5 năm, 10 năm, xong rồi em nhìn lại cái hành trình phim của mình á, cái mình nhìn thấy được rất là nhiều Quỳnh Châu, rất là nhiều cái vai diễn. Em không phải chỉ đóng khung trong mô cái hình tượng mặt đẹp suốt như vậy, thì em thấy là cái cơ hội này là một cái cơ hội vô cùng quý báu, và có cái hình ảnh Thảo An trong cái chặng đường bao nhiêu năm sau này nữa. Và khi em nhìn lại em sẽ nhớ hoài những cái khoảnh khắc mà anh chị trong đoàn phim đã cùng với nhau ở ngoài cái cảng cá đó. Thì thực sự là em cảm thấy em rất là may mắn khi em được có cái cơ hội thay đổi hình tượng của mình, không có bị đóng khung trong bất kỳ một cái nhân vật nào cả. Một dấu ấn đáng nhớ đúng không? Dạ đúng. Cảm ơn cho rất nhiều. Chắc là cái mà em ấn tượng nhất là giọng của chị Minh Lương. Em cứ ngồi em cười hoài à. Thấy mấy cái cảnh mà cảnh ngại của Quỳnh Lương khi đóng cái đó, mấy cảnh mình mới vừa chia sẻ đó, đó cảm nhận của sợ nào như thế nào, em thích không? Em thấy mượt ạ. Mượt đúng không? Em thấy chị Quỳnh Lương có thể thích đó. À, Quỳnh có vẻ thích đúng không? Dạ, à. Em thấy chị thích, chị cười hoài à, chị ngồi kia bên này kích. Ngại quá, hay là thích quá ta, cái cười đó là cái cười nào? Cái cười của ai chị? Gì đó không nè, có cảm nhận gì thêm chia sẻ không? Hoặc là không một lời chúc nữa dành cho Mặt Trời Mùa Đông? Dạ, em chúc Mặt Trời Mùa Đông sẽ thành công và được nhiều người đón nhận ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều.